ấy đại sầu lão mồ lưu về hư ủa ba chia There are protesters calling Hmong Culture New Year celebration unfair, disrespectful, and fraudulent. How will you convince them they are wrong? Lao Lu Hmong, no idea. Mua cho nên tờ trả hai tiền Hmong Culture New Year Celebration cho chính gia chỉ mua kế sĩ chỉ mua kế sai tàu lửa tù thiết đã nọ đã hậu có do hai ly trả cho lỡ hai tiền lỡ chỉ nhỏ lợi thọ cả nên nông ý sang gì. There are protesters calling Hmong Culture New Year celebration unfair, disrespectful, and fraudulent. How will you convince them they are wrong? Lu Hmong no idea. Mua cho nên tờ trả hai tiền Hmong Culture New Year celebration cho chính gia. Chỉ mua kế sai tàu lửa tù. Thia đà nọ đà hậu. Có do hai ly trà cho lỡ hai tia lỡ chỉ do lần. Nhớ rộng phiong chia, tía ổ chơ đó nè là lỡ nô. Khó ổ nè bia yó y khó, ổ gún chênh hai tia chỉ mua chênh. Đâu cứ cho kê là xênh nè, thành con rúa cứ yên bỏ tao là hai tia. Bí lưu bà chia bí chào Hmong Cultural New Year Celebration. Muốn đào tụi cho nó cho ổ rộng, ổ yên xa là ba bê chồng Hmong sư. Tổng tế yếu cụ tạo là ổ bê tử Miss Hmong USA. Cụ và bê chia xe, cụ yếu tạo là ba lỡ. Còn lời tiết lý tạo khía đâu bê yếu chồng Hmong lớn cho kiến trình. Thì cụ thó bê yếu chồng Hmong, còn nếu sợ đơn trình bê cho nó cho ổ. Vì hai tế yếu bê xa mù yá tổng tế, bê yếu chú tạo mua cho kế. Xí hào xía, tía xin trình, ổ chồng. Thank you.
出生的哦，人老教子，面在有一面在故乡，不容到唱破人嘞。